4 do Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali tổ chức. Bước sang ngày Chủ nhật 28 tháng 4, phóng viên Việt Today cũng đã có mặt trong buổi lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 do Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali tổ chức vào lúc 11 giờ 30 phút sáng tại tiền đình quận hạt Santa Clara. Rất đông các quan khách bao gồm các giới chức chính quyền thành phố, các vị dân cử, nghị viên khu vực, cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đại diện các cơ quan truyền thông báo chí cũng như bà con đồng hương đã đến tham dự. Ông Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Cộng đồng Việt Nam Bắc Cali đã chia sẻ cảm nghĩ của mình. Kính thưa quý đồng hương và quý khán thính giả, chúng tôi là Nguyễn Ngọc Tiên, Chủ tịch Ban đại diện Cộng đồng Việt Nam Bắc California. Ngày hôm nay là kỷ niệm lần thứ 44 ngày Quốc hận 30 tháng 4. Như mọi năm, Ban đại diện Cộng đồng chúng tôi cùng với các hội đoàn đoàn thể sẽ tổ chức buổi lễ tưởng niệm này để mọi người dân Việt Nam, nhất là những người Việt Nam tị nạn cộng sản ở hải ngoại, không thể nào quên được cái ngày mà toàn thể các gia đình ở miền Nam, các gia đình quân nhân công chức phải ly tán, phải phiêu bạt. Đúng ra thì ngày 30 tháng 4 là ngày chấm dứt chiến tranh thì mọi người phải là tìm nơi an ổn. Chưa bao giờ mà có ngày chấm dứt chiến tranh thì mọi người lại di tản, lại chạy loạn và cái miền Nam như là để cho các anh em thế hệ trẻ lớn lên, những người mà sơ sinh năm 1975 thì họ đã cũng năm nay là cũng 44 tuổi, gần nửa cuộc đời, cho nên rằng họ cần phải biết cái ngày tang thương của dân tộc để mãi mãi ghi nhớ và đóng góp vào cái công cuộc để mà thay đổi chế độ cộng sản ở Việt Nam, để cho đất nước Việt Nam thực sự được có sự hạnh phúc ấm no. Và nếu mà có cái hội nghị thành đô thực sự thì năm nay 2019 thời gian không còn bao nhiêu để toàn dân đứng dậy để mà lật đổ chế độ cộng sản, nếu không thì tất cả những nghiệt ngã mà 40 mấy năm qua dân Việt Nam phải gánh chịu sẽ là những cơn thảm họa triền miên trên đầu của dân tộc Việt Nam. Sau khi quan khách đã ổn định chỗ ngồi, chương trình được bắt đầu với nghi thức tưởng niệm. Buổi lễ được bắt đầu với lễ thượng kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó là một phút mặc niệm đến sự hy sinh của quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, của tất cả người dân miền Nam đã vì tự do mà hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển. Trong giây phút thiêng liêng này, quan khách vẹn. Chương trình được tiếp tục với phần giới thiệu quan khách tham dự. Buổi lễ được tiếp tục với nghi thức đặt vòng hoa trước đài tử sĩ, một lần nữa tưởng niệm đến những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc phong thần. Tiếp đến là lễ dâng hương lên bàn thờ Tổ quốc. Đặc biệt là phần tuyên đọc nghị quyết 309 Hạ viện Hoa Kỳ công nhận kỷ niệm 44 năm Sài Gòn thất thủ 30 tháng 4 năm 1975. Sau phần nghi lễ, chương trình tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 được tiếp tục với phần phát biểu của đại diện ban tổ chức là Chủ tịch Cộng đồng Nguyễn Ngọc Tiên và các quan khách địa phương. Phóng viên Việt Today cũng có dịp phỏng vấn các quan khách tham dự. Hôm nay chúng tôi tụ họp lại đây, mỗi hàng năm chúng tôi đều tổ chức ngày Quốc hận 30 tháng 4, tức là ngày tháng Tư Đen, là ngày mà miền Nam đã bị miền Bắc xâm chiếm và sau đó đã đem cái chế độ cộng sản toàn trị cai trị đất nước trong 44 năm qua. Và như quý vị đã thấy, cộng sản Việt Nam đã cai trị miền Nam như một đoàn quân ngoại nhập. Chính ông Nguyễn Chí Thiện ngày xưa, khi ông chưa qua đời, ông đã nhận xét cái chế độ thực dân lại êm dịu gấp 10 lần của cái chế độ cộng sản hiện nay. Hôm nay chúng tôi xin nói cái cảm tưởng là lúc nào chúng tôi, dù là người lưu vong, dù cho đến cái hơi thở cuối cùng, chúng tôi sẽ cố gắng tranh đấu để lấy lại một đất nước Việt Nam hạnh phúc, mà coi như những người Việt Nam lưu vong trên khắp thế giới đã rất là thiết tha để tranh đấu, để chúng ta có thể có một đất nước Việt Nam ngẩng cao đầu lên như ngày xưa mà cái chế độ miền Nam đã thành tựu. Xin cảm ơn quý vị. Tôi tên là cô Cathy Mai, cô giáo dạy ở John Hamba về US Citizen. Bên này là chị Rosa, chủ tiệm karaoke. Bên đây là chị Tuyết làm cho văn phòng bác sĩ.
chúng tôi tới đây đó đầu tiên đó là để tưởng niệm cái ngày lễ buồn của quốc gia dân tộc, và cũng để nhắc nhở lễ lá quốc kỳ chánh tông là hình chữ càng trong Bát Quái Đài là càng khôn thế giới, và chúng tôi để cho con cháu chúng tôi nó nhớ nguồn gốc giống nồi, cái hận thù của xứ sở dân tộc. Với cái thứ hai nữa là cho lá quốc kỳ đó màu vàng á, là đạo Phật có lâu đời, màu đỏ đó là thiên đạo Thiên Chúa, và cùng một chí hướng là cứu dân độ thế, ta đã không có kỳ thị, và cho ngoại quốc nhìn vô thấy sự đoàn kết của chúng tôi ở trên xứ lạ quê người. Thành ra tôi rất tôn trọng cái lá quốc kỳ và đạo giáo, xin cảm ơn. Buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30